Đợi gì nào người nối ta nẻo với buồn, đợi gì nào bao nỗi đau chỉ mình em đau. Nước mắt rơi ta nơi, tôi sẽ buồn rất nhiều. Buông tay, buông tay ta nơi. Chuyện tình đó đúng chẳng như mơ, đúng em là một con khờ đã lao đầu vào để mà yêu anh, để giờ nghịch cảnh thật cắt cớ. Đó là anh quen con nhỏ bằng em, tình cảm chúng mình anh đem ném, anh dồn em vào là con đường cùng ở trong một con hẻm tình mà anh tạo ra là tình tay ba. Anh chọn nó trong khi anh biết nó là bạn em mà, tại sao anh lại đi chọn nó? Tình cảm đó em là người sai, bởi do chính anh đã sắp đặt dẫn anh trà sữa quen con bằng em, chi giờ để tim đau bứt thắt. Khỏi thắc mắc cũng chẳng dài dòng thì em cũng hiểu ra lý do, đó là tại sao anh lại bỏ em để mà anh lại đi chọn nó. Vì nó hơn em, có thể cho anh được mọi thứ, ngay cả lên giường thì nó cũng có thể. Ừ, điều đó em biết chứ. Nó dùng sắc đẹp, dùng lời đường mật để mà dụ dỗ bạn trai em. Cũng tại em ngu, ừ thì em chịu, đó là tình cảm anh vứt ném. Vì chữ bạn nhờ cạn chữ tình, kết thúc tình mình vì lý do là bồ của mình quen con bận mình. Bởi nói sao cuộc đời thiệt cho. Tại vì sao người dối gian em? Của tôi, ừ chắc tôi đuôi, chắc tại tôi mù cho nên tôi mới chơi với bạn. Nhưng mà nhờ vậy tôi mới biết được là bạn của mình nó khốn nạn. Nó chơi tốt đến cái mức độ là nó hút bồ của người ta. Nó dở chiêu trò là đi, nó xấu nó thiệt, đúng là mắc cười mà. Còn anh đó, nếu anh hỏng chó thì cũng không có chỗ nói đâu. Và hãy quên đi cái lời hẹn thề mà anh từng hứa mình có nhau. Lời anh nói chỉ như cơn gió, anh nói cho có như vậy thôi. Chứ có bao giờ mà anh làm được, vì anh cũng sống gian dối. Gặp ai thì anh cũng yêu được, điển hình như con nhỏ bạn em. Nó chỉ dùng vài lời ngon tiếng ngọt thì anh đã đem đi vứt ném. Tình cảm ta sau bao ngày qua, giờ chính thức là người xa lạ. Sao tất cả mình đã chia xa, giờ anh là một của bạn em hết. Thiệt là mất cười.